Đấy, làm cho rõ luôn cái sản phẩm này. 3-4 cơ. Cỡ bé nhất là cái thỉ như nó bảo 7 triệu hay sao. Cỡ này là cỡ hai mấy triệu này. Cỡ này này, cỡ thoát thân này. Thì bằng cái con hàng bụi. Ơ con bụi đã lên rồi cả. Đi chậm có 1-2 phút mà con bụi đã lên rồi. Bụi to lắm. Bụi nếu mà hàng chậu thì nó phải khoảng rưỡi. Những hàng đất này cho nên là để được số lượng nhiều. Đây con ông. Đấy ông ấy đã ngồi trên rồi kìa. Còn có hơn khoang nữa thôi. Còn mấy cây nữa à? Chục cây nước à? À còn chục cây nữa mà còn có hơn khoang nữa này. Thế tổng cộng hôm nay là bao nhiêu cây? Cả to cả bé bao nhiêu cây? Mẹ con này này không tổng kết. 12 cây to. Thế là 22 cây à? Đấy, hoa hồng các ông còn bảo là chó không ai lấy. Ôi, chả thấy ai cho tôi. Tán nhà bầu bầu không làm sao cả. Không ảnh hưởng gì. Không, nghĩa là cây nữa, tí nữa nó trồng lên, nó đặt vào cái khe này là thì ra hồ luôn. Đấy, thì đá đổ lên cao nhiều. Hai bên đá. Đây này, anh em chỗ này này. Đây là lên đầu trên này. Cố ý. Bận không? Thấy chưa? Xong rồi lại vào vườn tiếp. Thì vườn nhanh nhá.